Why? Thank you.
Ah, 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 ah
Con mẹ con đi đâu này? Hả? À, sao lại ngồi đây khóc này? Chú bé. Sao vậy? Hả? Nè chú bé đi. Nè, đi bác bé con. Con đi bác không? Đi. Nó bác bé con ạ. Ôi, thường thế nhỉ? Bé. Nào bác bé nào. Con không có nhà nhớ, không có nhà để ở. Cái nhà đâu rồi? Con bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Thế à? Không biết đi đâu ạ. À. Mình cứ đi thôi chứ không biết đi đâu ạ. À. Đây, bác cho con ít tiền mua sữa này. Nha, mẹ mua sữa cho con nha. Con cảm ơn, con xin mẹ. Con cảm ơn bác nhiều. Mẹ. Ừ, ngoan lắm nha. Ừ, con ngoan lắm. Thế bây giờ đưa con đi đâu được? Bác, con xin bác, con đi mua sữa cho con nhá. Con đói rồi đúng không? Con đói chưa? Con đói chưa? Sáng rồi con. Từ sáng con chưa ăn cái gì rồi con. À, thì đây mẹ cho con mà, cho con đồng tiền này, tí nữa đi mua mì tôm cho con nhá. Mua mì tôm nhá. Con đói rồi đúng không? Đi mua mì tôm cho con ăn nhá. Ăn mì tôm nhá. Đấy, trong tí nữa quay ra ngoài kia kìa, đi ra ngoài kia mua sữa cho con nó ăn đi. Qua cái thằng rẽ xuống cái đường kia. Xong là mua sữa cho con nó ăn đi, xong nó đói. Đây. Đi nào, cảm ơn. Thôi đi ra đây, xong bác dẫn ra cái chỗ kia xong đi mua sữa cho con nhá. Đây đây, để mẹ đưa con đi mua sữa nhá. Đây bác đưa ra kia để mua sữa nhá. Đi mua sữa cho con. Đi. Bác đi ra mua sữa nhá. Mua sữa cho con ăn nhá. Thế hai mẹ con đi lâu chưa? Đi thì xem có chỗ nào mà ấy, chứ đi vào rừng này thì con nó đói thì cho nó ăn cái gì được. Không biết đi đâu ạ. Đang đi. Đi ra đây một đoạn nữa là đến cái ngã ba này, xong đi rẽ ra kia là có cái quán đấy. Vâng. Đây bây giờ hai mẹ con đi ra đây, đi thẳng ra cái chỗ này một đoạn nữa ra ngoài kia là có quán đấy nhá. Không mua cái gì cho con ăn nhá. Cảm ơn nhá. Ừ. Con cảm ơn bác. Nào con bye bác đi. Con cảm ơn. Chào bác ạ. À. Bye bác nhá. Chào con nhá. Đây bây giờ hai mẹ con đi ra đây nhá. Vâng, con cảm ơn bác nhá. Cẩn thận nhá. Con cảm ơn bác. Ừ, bác đi đường này đây.
Đúng rồi.
Thank you.